mất cân đối trong đào tạo nghề với đào tạo đại học, tình trạng đã diễn ra trong nhiều năm. Khắc phục tình trạng thừa thầy thiếu thợ trong xã hội thì các trường nghề hiện nay đã và đang nỗ lực đổi mới phương thức đào tạo, làm sao hướng việc học đi đôi với thực hành. Ngay từ năm thứ hai là sinh viên ngành cơ khí trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, Giáp đã có thu nhập từ việc học thực hành tại công ty cổ phần cơ khí Chính xác và Chuyển giao Công nghệ. Sau 4 năm làm việc tại doanh nghiệp, em đã được cất nhắc vào vị trí quản lý phòng. Ở vị trí mới, Giáp tích cực hỗ trợ sinh viên ngành cơ khí, kỹ thuật điện, điện tử của trường tiếp thu kiến thức kỹ năng vận hành trên hệ thống máy tại doanh nghiệp. Được đào tạo đây các bạn, từ đầu vào đến đầu ra, và khi là tôi ra trường thì tôi rất là tự tin kiến thức của tôi để sẵn sàng phục vụ công việc. Học nghề là đi từ cái tay đến cái đầu. Người học phải được thực hành nhiều để rèn luyện kỹ năng và từ kỹ năng trở thành nhận thức. Bên cạnh đấy thì chúng tôi phải đổi mới công nghệ, đưa công nghệ thông tin vào trong toàn bộ quá trình quản lý, và đặc biệt là chúng tôi kiểm soát chất lượng thật chặt chẽ để mà đảm bảo sinh viên tôi ra trường là đáp ứng ngay được các yêu cầu của doanh nghiệp đặt ra và doanh nghiệp có thể sử dụng động ngay để phục vụ cho hoạt động của mình được. Doanh nghiệp và nhà trường đã ký cam kết đào tạo và cung cấp nhân lực cho doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp chủ động được nguồn nhân lực đáp ứng đúng nhu cầu công việc. Nhà trường có nơi thực hành nâng cao kỹ năng nghề. Sinh viên học tại doanh nghiệp được trả mức lương tối thiểu là 5 triệu đồng một tháng. Những em làm tốt có thể được ký hợp đồng ngay khi đang học nghề. Hiện 50% nguồn nhân lực qua đào tạo nghề của công ty là từ nguồn sinh viên học tại doanh nghiệp. Chúng tôi đào tạo cho các bạn ấy về các cái kỹ năng, về các cái chuyên môn, và chúng tôi cho các cái chuyên gia của chúng tôi đào tạo. Thì trong quá trình mà học tập thì khi đến lúc ra trường là khoảng một năm thì các bạn ấy cũng đã bắt nhịp hết toàn bộ công việc, và chúng tôi có thể giao các cái sản phẩm đòi hỏi cái hàm lượng khó cho các bạn ấy làm. Từ sự thay đổi mô hình đào tạo này cho thấy đã không còn tình trạng học chay và dạy chay trong đào tạo nghề, từ đó thấy sự năng động, chủ động của trường nghề trong công tác đào tạo.